Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại Quỳnh đang có mặt tại mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh. Và bây giờ là 8 giờ sáng chủ nhật ngày 21 tháng 5 của chú anh chị. Thì sáng hôm nay thì cũng có các cô cũng đến cũng đông để thắp hương chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Phía trước thì có hai cô cũng đang thắp nhang của chú anh chị. Sáng hôm nay thì trên bàn cúng của chú nghệ sĩ Vũ Linh là có cơm sườn của chú anh chị và hai ly cà phê và bánh của chú anh chị. Mình niệm thứ lớp vậy đó. Dạ đúng rồi. Gì đâu. Rồi mình niệm tới Quan Âm này kia. Dạ. Tùy theo thứ tự anh ơi. Phải có lớn nhỏ từ trên tới dưới. Rồi em sẽ cố gắng khắc phục cái vấn đề này. Mấy cô chú dạ. Bình luận như là dạ đúng đúng ha. Dạ. Dạ. Thì cái nào tốt thì mình sẽ sửa đổi từ từ. Thì em trên mọi người ai cũng vậy, thì đâu không ai mà biết hết, tại vì tụi em cũng còn rất là nhỏ tuổi thứ nhất, thứ hai là cũng không Phật pháp, không biết là không có gì. Dạ. Chứ cái nào mình biết mà mình làm khác. Cái nào đúng rồi, cái nào không biết thì nhờ cô chú góp ý, bắt đầu từ từ mình sửa đổi từ từ, hy vọng nó sẽ tốt. Nhưng mà tất cả xuất phát từ tâm á, thì hy vọng cũng không có sao. Rồi hôm nay anh đến với phòng mộ của cô thầy Vũ Linh anh thấy như thế nào ạ? Đi lần thứ ba thấy buồn à, sao anh cảm thấy buồn à? Ngủ không được, tối giờ ngủ không được, đi lên sớm. Chứ tại là anh cũng mong muốn là đi nghĩa là coi này. Những cái clip hôm qua đó à. Thấy buồn, thật sự buồn. Mà chắc khán giả cũng giống anh, không khác đâu. Dạ. Khán giả yêu thương mỗi năm. Hôm nay anh đi tới đây một mình hả anh? Thì anh có một mình đi, đi mình thôi. Dạ, dạ. Mình. Phải kiếm thêm một mình nữa. Cho nó có cái tình cảm. Từ mấy cây mai anh sao rồi? Ngày mai tốt lại rồi. Tốt lại. Tốt lại hả? Dạ. Đến nhà công đức của cậu á. Xuống là tốt. Dạ, đến nhà công đức của cậu. Tin xem những thông tin tin rồi để cái mai gì đó. Thôi vậy là nói chung là cũng tính về bữa nó lên. Chứ dạ. Bữa nay chưa lên đâu, hôm qua coi mấy cái clip tối giờ ngủ không được, hôm sáng đi luôn. Sáng đi luôn. Dạ. Tại vì anh không thích lên mấy ngày đông. À. Thích lên những ngày vắng. Dạ. Thôi nhưng mà buồn thì buồn, nhưng mà anh nói một lời gì đó đi, truyền tải đến khán giả là đừng có buồn nữa và lên viếng mộ cậu đi. Tại vì cái việc gia đình là dạ. Của gia đình. Dạ. Nói chung là tốt nhất thì đừng, mình không có hiểu thì mình không quan sát. Dạ. Dạ. Chuyện đó chuyện của gia đình. Để tự giải quyết. Còn chuyện khán giả ai mộ cậu, thương cậu, kính cậu gì đó thì hãy đến với cậu. Lúc nào cũng bên cậu. Dạ. Rảnh rỗi thì lên mộ cho cậu ấm lòng trong cái lúc này. Chứ đừng có buồn ở nhà ha. Khán giả gắng dành hết thời gian lên với cậu để cho cậu ấm lòng. Đó là cho đến khi mà mộ cậu được hoàn thành. Dạ. Cái đó ước nguyện chắc mà chắc ai cũng mong mỏi vậy đó, chứ không ai riêng anh. Dạ. Dạ. Thực sự đó thì cái câu của anh rất là hay, buồn thì buồn nhưng mà buồn đó là chuyện gia đình để gia đình tự giải quyết. Còn mà cái chuyện nó bình thường mà. Dạ. Ông có cái gia đình nào cũng vậy đó. Đám tang xảy ra là có bức quà. Dạ. Quan trọng mọi người hạ cái tôi xuống thôi. Dạ. Nói chung cái gì xảy ra cũng có hai chữ thôi, tình với tiền thôi, chứ có gì đâu. Dạ. Mà mình sống cũng hai chữ đó đó. Dạ. Dạ. Ai biết đủ thì tốt vậy thôi. Biết đủ là sẽ đủ nha. Biết đủ nó. Nhiều khi nó tới có mình có cái mình tham. Tại vì anh nói thật, anh coi clip qua anh cũng nhớ lại khi mẹ anh mất, anh cũng rơi vô tình trạng đó đó. Gì hết. Dạ. Nhưng mà nhờ Phật pháp anh giải quyết nhanh gọn. Dạ. Anh hiểu Phật pháp nhịn. Mình cứ dùng lòng tự. Hạ mình tôi thương yêu. Mình hạ tôi một xuống, mình thương yêu. Dạ. Đã là người thân trong nhà, tại sao không thương được? Dạ. Thì làm sao ra đường mình thương được ai? Dạ. Đúng không, anh em trong nhà mà thương nổi nữa, em ra đường em thương ai? Mọi người nhịn tiếng hay đúng không, nhịn cái tôi xuống đi. Dạ. Chỉ mong là bây giờ chỉ mong là gia đình giải quyết ổn thỏa. Dạ. Đừng để khán giả biết cái gì. Dạ. Dạ. Khán giả buồn. Dạ. Thật sự khán giả rất là buồn. Dạ. Bình dạ. Luận khóc nhiều lắm. Dạ. Tối qua anh ngủ không được luôn. Không, cái đó thật sự. Dạ. Dạ. Trước mộ cậu không có dám nói gì rồi. Dạ. Dạ. Có gì mình nói. Dạ. Biết cái chuyện hôm qua anh buồn không được rồi anh. Đúng rồi, coi mấy cái coi
cái bữa trước á, bữa trước cái tượng không có buồn. Dạ. Tại đó với anh là bình thường. Tại anh biết cái đó không giống thì phải đi. Dạ. Dạ. Không có để ở đây được. Cái chỗ thờ mà cái tượng giống ai để. Dạ. Mình không cần phải mạnh nói nhiều gì đó, tự động đi thôi. Dạ. Cái bức tượng không giống buồn như là... nhưng mà chuyện ngày hôm qua thì buồn cái hả? Chuyện qua khán giả giống như mọi chuyện. Dạ. Không có duyên là nó cũng không đến, không ở nó sẽ đi, có duyên thì sẽ ở lại. Cái gì là hy vọng bắt đầu bữa nay là giống như 75 ngày trước. Dạ. Dạ. 75 ngày trước vui lắm, vui vẻ dạ hả? Tới ai cũng vui hết trơn. Dạ. Dạ. Tự nhiên cái ngày 76, ngày 77 anh đếm từng ngày luôn, có chứ anh chị. Hôm qua là thấy vừa buồn luôn ha. Đúng rồi, hôm qua buồn lắm. Anh đếm từng ngày luôn. Nhưng mà cũng may mắn là qua cái 49 ngày rồi, cũng đỡ. Cậu cũng về cái cõi của cậu rồi, cõi lành của cậu. Dạ. Bữa nay là ngày thứ trong 49 mấy? Ngày là mệt lắm. Bốn chín ngày mà có những cái chuyện xảy ra. Đúng rồi, người thân bị ảnh hưởng lắm. Dạ là cậu. Dạ. Người, tại vì cậu là người sống tình cảm mà gia đình như vậy là cậu khó siêu được lắm. Dạ. Cậu sẽ bực bội á, buồn bực kia mà trong đó nằm xuống đâu giải quyết được. Dạ. Còn sống mình còn nói, mình còn la cháu, ví dụ la em được chết rồi, mấy cái đó nó khổ. Dạ. Đi được. Bởi vì thôi giờ mấy anh em mình đây hy vọng đi. Dạ. Khán giả luôn bên cậu lúc nào cũng vậy. Khán giả luôn. Không, em nghĩ là cái lời nói của anh, năng lượng tốt, năng lượng tích cực của anh sẽ truyền tải đến cô chú anh chị, sẽ đến không, bên cậu. Không, anh chắc chắn vậy, tại vì một năm tuyệt vời. Dạ. Một năm tuyệt cái. Giờ nói thì không biết từ nào nói đâu. Nói gì? Con năm tuyệt vời. Không biết là có nhiều khán giả cũng đồng cảm với anh vậy đó, cũng cùng chung cái quan điểm suy nghĩ như anh vậy. Không. Và sẽ rất là thương cậu, vì cậu. Hôm qua khán giả khóc nhiều. Yeah. Trên kênh nào cũng vậy, khán giả bình luận khóc nhiều. Khóc mà thấy những cái chuyện trong gia đình nó xảy ra nhà. Nhưng mà khán giả cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh, tại vì cái này chuyện gia đình. Chuyện gia đình. Còn chuyện của mình là mình đến với cậu thôi. Dạ. Vậy thôi, nó đơn giản đi. Cho nó hai cái chuyện nó khác nhau hoàn toàn. Rồi, đừng có gom. Dạ. Mình thương là thương cậu, mình đến với cậu. Còn gia đình thì để tùy duyên. Còn chuyện của gia đình thì không ai hiểu được đâu. Dạ. Không ai hiểu đâu. Chúng nói càng cô. Nói càng sai á. Dạ. Càng nói càng sai. Chắc là khán giả thương yêu cậu Nông thì đúng rồi, thương yêu quá đó, rồi xuất phát từ cái gì mà cậu Năm không được là thì cái phản ứng nó tự nhiên. Dạ con em cảm ơn anh, chào anh, chúc anh có một ngày tốt lành. Chào sớm đi. Thật sự là khi em nghe là em biết là anh đã đi sớm vậy. Ngồi xuống đi. Thì hiện tại bây giờ là phía trong phòng mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh là có cô cũng đang ngắm những tâm hình của chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị và phần mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Thì sáng hôm nay thì có khán giả đến mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh rất là đông luôn của chú anh chị và bày tỏ cảm xúc rất là buồn vì chuyện ngày hôm qua gia đình xích mích đó của chú anh chị, rất là buồn luôn. Cô đang ngồi bên phần mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Sư mẫu sai tiểu nhi bẩm với tổng trấn. Dạ, cái bữa trước em có hỏi mẹ cho em coi là nhớ là anh tới đây thường xuyên là. Dạ em là tên Nguyễn Vy Vy. Vy mà có chữ Vy Vy. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều anh đã chia sẻ và thật sự mà ai mà có thể ngồi mà tâm sự với anh sẽ hiểu được nhiều hơn và sẽ biết về Phật pháp và cái tâm của mình nó rất là thanh thản luôn. Như vậy đó. Dạ em chào. Buồn nhiều hơn là bữa trước. Dạ, dạ thôi mình cũng đừng ăn nữa. Mình cũng nhìn thẳng vào cậu, mình vì cậu đi. Dạ, đó bởi tới đây là gọn vậy đi thôi, mình giờ chỉ biết cậu. Tụi em cũng tới đây vì cậu. Bây giờ biết cậu Năm thôi, biết cậu luôn rồi. Trong cuộc như thế nào đó. Dạ. Em đang đi mình bỏ qua đi. Anh từ đâu đến anh?
anh ơi tôi dạ Sơn từ Sơn 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 từ đến anh đến đây với anh thì hiện tại bây giờ là cũng có các cô các chú cũng vừa đến ở thắp hương ở chúng là sẽ vũ linh của chúng chị rất luôn là cái lúc qua đó luôn rồi cái lúc qua đó tiếp là thì ngày hôm nay chủ nhật sáng ngày hôm nay thì chị Loan cũng lại đến của chú anh chị rất là quý luôn. Bây giờ Quỳnh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quỳnh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Và cô chú anh chị và các bạn cho Quỳnh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Quỳnh được phát triển hơn của chú anh chị.